cách vẽ đồ thị, quãng đường, thời gian cho chuyển động thẳng đều. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách vẽ đồ thị quãng đường, thời gian của một chuyển động thẳng đều nha. Chúng ta đang có một tàu hỏa đang chạy. Bây giờ, cứ sau mỗi giây, chúng ta sẽ ghi nhận lại quãng đường mà tàu hỏa đi được trong 4 giây như sau. Như vậy chúng ta thấy, đoàn tàu đang chuyển động trên đường thẳng và cứ sau 1 giây thì tàu hỏa chuyển động được thêm 20 mét. Điều này có nghĩa là tốc độ của tàu hỏa không đổi. Chuyển động của tàu hỏa lúc này được gọi là chuyển động thẳng đều. Để vẽ đồ thị, các bạn thực hiện như sau. Bước 1. Vẽ trục đồ thị. Trục thẳng đứng biểu diễn cho tia số về quãng đường. Trục nằm ngang biểu diễn cho tia số về thời gian. Bước 2. Xác định các điểm. Tại góc tọa độ, sẽ bắt đầu từ số 0 và điền số liệu như sau. Vị trí đầu tiên có T bằng 0 và S cũng bằng 0, ứng với góc tọa độ. Tiếp theo, tại thời điểm là 1 giây, tàu đi được 20 mét. Ta dựng hai đường vuông góc với hai trục như hình. Giao điểm của chúng là điểm cần tìm. Tiếp theo, tại thời điểm là 2 giây, tàu đi được 40 mét. Ta dựng hai đường vuông góc với hai trục như hình. Giao điểm của chúng là điểm cần tìm. Tương tự, chúng ta sẽ dễ dàng xác định được các điểm còn lại. Bước 3. Nối lần lượt các điểm lại. Sau đó, chúng ta nối lần lượt các điểm này lại với nhau sẽ được đồ thị quãng đường, thời gian cho chuyển động thẳng đều. Như vậy, đồ thị đã hoàn thành. Đối với những vật chuyển động thẳng đều thì đồ thị sẽ là đường thẳng. Bây giờ, các bạn hãy vẽ đồ thị quãng đường, thời gian cho trường hợp này nhé. Bé Mai đang đi xe đạp ở các đoạn như sau. Số liệu ghi nhận được như bảng sau. Bước 1. Vẽ trục đồ thị. Bước 2. Xác định các điểm. Các bạn chú ý, tại thời điểm 30 giây, Mai đang ở vị trí 125m. Con số này chưa có trên trục. Chúng ta cần xác định số 125 trên trục như sau. Đây là điểm ở giữa 100 và 150. Tương tự, chúng ta cần xác định số 225 trên trục như sau. Đây là điểm ở giữa 200 và 250. Bước 3. Nối lần lượt các điểm lại. Các bạn sẽ thấy, đường nối không phải là một đường thẳng, là vì bé Mai đang chuyển động thẳng đều trên các đoạn đường khác nhau. Tóm lại, để vẽ đồ thị quãng đường theo thời gian, từ bảng số liệu cho trước, chúng ta cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Vẽ trục đồ thị. Bước 2. Xác định các điểm. Bước 3. Nối lần lượt các điểm lại.